Năm 1999, Richard Anthony Charles bị kết án 19 năm tù vì tội trộm cướp. Anh một mực khẳng định mình không có tội và tìm cách kháng án, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Việc kết luận Charles là người gây ra vụ cướp tại cửa hàng Walmart chỉ dựa trên những lời khai của nhân chứng, chứ không có bằng chứng cụ thể nào như dấu vân tay hay ADN, Daily Mail đưa tin. Cách đây 2 năm, một bạn tù của Charles nói với anh rằng có một phạm nhân khác tên là Ricky trông giống hệt anh, thậm chí là có cùng tên đệm với anh. Nhận ra đây là chìa khóa có thể giúp mình giải oan, Charles đã liên hệ với Midwest Innocent Project, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp những dịch vụ pháp lý cho những người bị kết tội oan. Tổ chức này phát hiện rằng Ricky sống gần hiện trường vụ cướp năm 1999 tại thành phố Kansas, bang Kansas, trong khi Charles sống tại thành phố Kansas, bang Missouri. Luật sư của Charles cũng biện luận rằng vào thời gian xảy ra sự việc, anh đang tới chơi nhà bạn gái. Tại phiên xét xử lại vụ án của Charles, các nhân chứng, những người trước đây nói rằng Charles chính là người gây án, không thể phân biệt được ai là Charles và ai là Ricky khi nhìn bức ảnh về hai người đàn ông. Thẩm phán Kevin Moriarty yêu cầu phóng thích Charles vì hội đồng xét xử không thu thập đủ bằng chứng chống lại anh. Ricky cũng được đưa tới tòa nhưng phủ nhận đã thực hiện vụ cướp. Hiện Charles đang hòa nhập với cuộc sống sau 17 năm ngồi tù và nói rằng anh rất hạnh phúc vì có thể trở về bên con cái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.